Trời ơi, nhà bác cái có 20 dây chim. Tự nhiên là thấy hai cây rực rỡ này. Dây tím này thì nhanh lắm. Cắt này nó phải vài năm. Đúng rồi. Cái, nhưng mà hoa giấy này nhanh lắm. Hoa giấy này nhanh. Nó dù sao thân nó cũng mềm. Nó nhanh đầy. Chứ như mấy giống thân gỗ thì lâu lắm. Nuôi kiểu này cũng lâu rồi. Không nuôi thả canh. Ý là cây này mới làm thôi. Cây này mới làm. Cắt rồi nhưng mà bây giờ mới làm. Trồng xong chị cho xe lên đây. Đấy. Đấy, có tiền làm đôi này được. Này không biết bao tiền. Cái này phải hy sinh cảnh cao tướng. À mới cắt đấy. Thân chỉnh. Đúng rồi. Cái đấy nếu không cắt thì chắc là, nhưng mà chân ấy chắc là không hợp. Nếu mà sai thì phải phá luôn. Non, vẫn non, nhìn da rẻ non. Đây nhỏ nhỏ này hay. Xem đơn có à, vâng. Đều mới làm hết, vừa mới vào dây. Nhìn thấy có tí rực rỡ. Cái ớt kia trồng có dễ. Vâng. Đẹp. Lâu lâu mới thấy cái hoa giấy. Đẹp. Của nhà mình ạ. Hay là của nhà ai đấy? Của nhà chị. À đây. Mình mua. À. Mua rồi à? Không, mua cây kim tiền. À. Còn cái này đang thích nhưng mà không biết là để đâu. Thôi đi trồng đi, em chờ phải cho 5 giờ nó mới xuống. Xem à, thế à. Bao tiền nhỉ? Như nhà xóm được. Ôi giời. Cái sân nhà. Có cây rồi thì lo gì chỗ để. Cây kim dây để chẳng. Vâng. Quan trọng là phải kết. Kết rồi thì chỗ để nó đơn giản. Đây là cái con cây hoa giấy kìa. Mất bây giờ chưa ăn thua nhưng mà sau này đẹp hơn cái này. Thôi họ trồng chắc đảm bảo em ạ. Điệu đà hơn. Thì cái này to hơn nhưng mà cái cây kia mới mỗi cây một dáng. Mỗi cây một dáng. Cây này mà cây này gốc này nó hơi đơn điệu hơn. Thân kia mà thu không được thêm một bậc thì năm giờ qua thẳng luôn đấy. Thân nó bằng nhau à? Có đang chạy đi không nhỉ? 5 giờ qua nhé. Ý sang xem cây đấy. Alo. Cây này nhà mình bán bao tiền? Không, nó là cái 7 nhà triệu. Nghĩa là cô đi thẳng vào ngoài 21 chưa? Thế còn cây này? Đâu em chuyển về. Ồ, hợp lý quá. 4 mà lụp sụp là bỏ không đấy. Cái to có 7 triệu thôi bác. Đúng rồi, bé này 4 triệu. Cái ngõ nhỏ. Có hợp lý à? Chính là cái nhà nhìn ra mặt này luôn. À, cứ hỏi em nhưng mà em vẫn nói tốt cho chị. Đang có một cái máy bác nó chia ra cái ngõ nhỏ đấy. Nhìn các bác nhìn so sánh cây to nào nhá. Bán là bán. Chậu ấy để lên cái đôn thôi nhưng mà đây nhìn cái người bán hàng đấy nhá. To đấy. Hoa đang rực rỡ. Đấy. Có 7 triệu cây này thôi bác. Đấy. Con nhỏ nhỏ này được 4 triệu. 7 triệu. Cái này. Hợp lý chứ. Tại vì này 4 triệu. 4 triệu cái này hơi đắt. Ừ. Chắc con mang cả con đường nữa. Nhà nhỏ nhỏ chơi cái này hay. Cái này nếu mà chịu nữa về gột thì 2 triệu thì tầm đấy.
Ở chợ thì giá gì đấy. Nói chung là nghe là thấy cũng không bị chát quá rồi. Không bị chát quá. Gốc nhưng mà lại bệ thì lại hơi kém. Được cái gốc đoạn kia kìa. Hoa giấy bệ thì nó không được đẹp. Hoa giấy bệ mà đẹp thì khó. Nhưng mà nó lại đi theo cái đoạn thây kia lại hơi to. Cái đoạn này dưới này thì... Nói chung là cái giá uốn của cái này không được đẹp. Nếu mà chỗ này mà điệu quá thì nó đơn giản quá, chắc là lũa cho nó ít. Lũa cho nó một... Cái này bây giờ nếu mà đi lại phải phá lại. Phải lũa phá, chém hẳn cái này này. Vứt cái này đi. Thì lui cái kia lại. Thì nhìn nó sẽ điệu hơn. Đây. Thì cái này nhìn nó sóc lại, cái này là xấu. Hơi lâu, hơi mất thời gian. Sẽ mất rất nhiều thời gian. To quá, bởi vì vết ý to quá. Vết cắt thì to quá. Nếu muốn đẹp là phải phá. Đúng rồi. Cây này sau này nó cũng không đẹp hơn cả bao. Nó chỉ nếu mà ấy nó chỉ như này thôi, nó chỉ kỹ hơn thôi. Bây giờ đang trồng cây thì chắc độ tiếng nữa về trồng văn phòng. Chuẩn bị đâu sáng rồi. Cây đi chém đi xử lý lại để dễ, cây này xử lý lại lâu. To quá. Nó tầm tiếng nữa về văn phòng. Cây này mà cắt đi thì chỉ có lũa. Lũa thì nó mới đỡ trơ được. Không có thì vết cắt xấu lắm. Gốc này lũa được. Có tí nói chuyện cho mình nghe. Lũa xong mình phết sơn vào nhìn nó khác. Bởi vì nó cái thịt nó to rồi. Xuống cạnh. Ngày nuôi thêm hơi đuối. Ngày này phải nuôi thêm thời gian nữa. Đẹp lắm. Đẹp, đẹp. Thì khoảng có đôi cây hay à. Những cái tay nhỏ này mà mình để tận 4-5 phân ra đây cho nó mọc hoa bán luôn thân nó đẹp. Không cho nó dài ra mà cho khắc à. Để 2 đốt ngón tay xong nó ra hoa, nó thỉnh thoảng là có chỗ nó bám. Hoa giấy này nhanh lắm, hoa giấy này làm nhanh. Để sang xem cái cây bên này. Rất điệu đà. Cây của nhà mình đây đúng không? Cái hoa giấy này. À đây. Bây giờ rất chuộng giấy tím này. Giấy tím nó ra hoa rất là kinh khủng. Cảnh vuông điệu đà, cây này thì mới làm thôi. Nó hơi bị rườm rà. Hơi rườm rà. Bởi bản chất cái thân nó đã như thế rồi. Nếu mà tôi làm có khi giật bỏ cái đoạn kia. Đoạn từ đây trở lên khi bỏ đi. Không làm dáng này nữa. Nhưng mà thôi. Nhưng tùy mỗi người một phong cách. Ở đây có 2 miếng của mình 62 mà nồi rồi giật. 62 mét là có 2 mặt nó, 1 mặt nó khoảng 2 mét. Cây này đẹp hơn cây kia. Mỗi cây một kiểu, một dáng. Thế một cây này. Cây này thì nó văn nhân hơn. Cái đấy là bán. Cây này không biết họ bảo bao tiền. Ồ. Hay mua được cái là hai mặt quà. Ở đây thì cái gì không có cả.
kia, xa xa cái cây đằng kia.